Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bục Đài Gaming. Thì mình vừa nhận được một đơn đặt hàng là đập hồ một món đồ, đó chính là một cái Windows Look lên 15. Và để thử xem ngày hôm nay mình chiến đấu với Gobi có chiến thắng hay không. Và đây là cái cách mà mình nhập đồ và mình cũng chia sẻ với anh em luôn. Thì ở server của mình Ray mà để success á, để thành công sẽ là Ray 2. Nên mình muốn test là mình phải test máu trước. Và rồi, ba phát lên. Như này là chúng ta là phải tiếp tục test nha nhé. Mình sẽ đợi. Rồi, fail này. Có lẽ là lần tiếp theo là Ray lên nha nhé. Đây là Ray đấy. Đây nó sẽ lên, bỏ một TCA để chống mất. Đó. Đó, lên anh em thấy chưa? Rất nhanh gọn lẹ, cộng 14. Tiếp tục chúng ta sẽ phải chuẩn bị tiếp. Đó chính là mẫu bình, 3 bình máu. 3 bình máu như vậy anh em chia ra. Sau đó anh em sẽ test ray. Đôi khi việc ép win cộng 15 thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà đối với win mà không có lúc mà thêm ụp 4% như này. Ok, bạn này muốn tẩy ít thôi. Rồi, phê hết anh em này, anh em thấy chưa? Phê rất là nhiều. 3 lần fail, mình sẽ mở rộng hòm thư ra để mình có thể thấy được thành công này. Anh em thấy đây đối không? 2 lần thành công này, sau đó là fail này. Giờ mình muốn test lại một lần ray đôi nữa. Đó, ray đôi không? Đó, fail tiếp. Chúng ta sẽ phải tìm ray của nó lại, tìm cái tỷ lệ của nó ra là một lần. Đó, cái này chưa chắc lần thứ hai là nó sẽ thành công nha anh em. Chúng ta phải test trước cho nó xuất hiện ray thành công trước. Đó anh em thấy chưa, nãy mà mình mà bỏ đồ 15 vào là ra đi rồi đấy. Chúng ta phải từ từ, không được nóng vội. Chiến đấu với gấu binh mà tinh thần không thoải mái là gì ra đi lắm anh em ạ. Rồi tiếp tục ta là test ray. Fail anh em thấy chưa? Căng lắm. Fail này, success fail này. Nếu lần này là fail. Rồi. Thì lần này sẽ là thành công nha nhé. Lần này mình nghĩ là thành công. Vì ray hiện tại đang ray 1 này, ray 1 này. Rồi, cộng 15 ray anh em ơi. Khi mà anh em nhìn thấy ray mà nó đã thay đổi từ 2 ray lên, sau đó 1 ray xịt, xong rồi lên 2 ray tiếp tục. Thành cả ray mà fail này, success này, fail, success. Thì anh em chờ một lần fail nữa, là 3 cái lần này là tính tổng là 6 lần thì nó xuất hiện success lại. Thì chắc chắn là cái này là phải success, nên mình nghĩ là vậy. Tất nhiên là không có một cái tỷ lệ nào ép đồ là 100% lên hay không, tất cả. Và chúng ta là phải dựa vào kinh nghiệm cũng như là một phần là sự may mắn anh em ạ. Như vậy là chúng ta có thể đi giao hàng được rồi. Win cộng 15 full rely và vì thân đa HP riêng này dành cho BM, dành cho EBM debuff trong các cuộc chiến đấu công thành như là CS hoặc là AK chiến đấu guild. Và hy vọng là video này sẽ giúp anh em một phần nào cái cách ép đồ để anh em có thể ép được cái tỷ lệ là như mình mong muốn. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.